Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyển 3. Bây giờ Chu Tịnh Phạn sau khi sai phái Dương Sư cùng đại thần đi rồi, mới đem sâu anh lạc của Thái tử trao cho Mahaba Xà Ba Đề mà nói rằng: đây là sâu anh lạc của Thái tử đeo, giao cho Sa Nạc mang về bảo trao cho khanh. Mahaba Xà Ba Đề trông thấy anh lạc càng thêm bi thương, lòng thầm nghĩ rằng: người trong bốn thiên hạ này thật là bạc phúc, bị mất đi bậc chuyển luân thánh dương trí huệ sáng suốt, lại đưa các đồ trang điểm của Thái tử cho Gia Thâu Đà La mà nói rằng: Thái tử đem các đồ trang điểm trên thân này bảo giao lại cho con. Gia Thâu Đà La trông thấy các món vật ấy mê man ngã xỉu, vua phải sai người ban lệnh cho Gia Thâu Đà La phải tự coi trọng giữ lấy thân mình, đừng để bào thai không được an ổn. Thái tử đối đáp với Dương Sư: bây giờ khi Dương Sư và đại thần đến nơi khu rừng khổ hạnh của Bạc Già Tiên Nhân, để hết các tùy tùng và các đồ nghi sức lại, tiến bước đến chỗ trụ của tiên nhân. Tiên nhân mời ngồi chào hỏi nhau xong, Dương Sư mới nói với tiên nhân rằng: tôi là Dương Sư của vua Bạch Tịnh, nay sở dĩ tìm đến đây là bởi Thái tử có đầy đủ oai tướng của vua Bạch Tịnh, chán ngán các khổ sinh lão bệnh tử, nên xuất gia học đạo. Trên đường đi có qua khu rừng này, không biết đại tiên có gặp hay không. Bạc Già Tiên Nhân trả lời Dương Sư rằng: gần đây tôi gặp một cậu bé dung mạo đẹp đẽ, tướng tốt đầy đủ, vào khu rừng này cùng tôi luận nghị, ở lại một đêm, đâu biết đó là Thái tử con vua. Người chê đạo của chúng tôi tu nên đã đi về hướng Bắc, đến nơi các tiên nhân Alala và Ca Lan. Dương Sư đại thần nghe nói thế rồi vội vã tìm đến nơi các tiên nhân kia. Đi được nửa đường, xa thấy Thái tử ở dưới gốc cây, ngồi yên ngay ngắn tư duy, tướng đẹp và ánh sáng hơn cả mặt trăng mặt trời. Lập tức xuống ngựa, đuổi hết thị vệ, cởi các nghi phục ra, tiến đến chỗ Thái tử, ngồi xuống một bên, chào hỏi nhau xong, Dương Sư mới bạch Thái tử rằng: đại vương sai tôi làm sứ đi tìm kiếm Thái tử, có điều muốn thưa. Thái tử trả lời: phụ vương sai ông đến muốn nói điều gì? Dương Sư liền nói: đại vương từ lâu đã biết Thái tử rất muốn xuất gia, ý ấy khó hồi. Song đại vương đối Thái tử ân ái tình thâm, nên lửa sầu hừng bốc, thường thiêu đốt người, cần có Thái tử quay về để làm tắt lửa ấy vậy. Xin Thái tử hãy hồi giá quay về cung thành, tuy bận việc công, song sẽ không để Thái tử bỏ phế đạo nghiệp. Còn chỗ để tĩnh tâm thì đâu cứ phải ở nơi rừng núi. Mahaba Xà Ba Đề, Gia Thâu Đà La, quan thuộc trong ngoài trọn đều chìm đắm trong biển ưu não mênh mông, chỉ mong Thái tử về để cứu vớt cho họ. Bây giờ Thái tử nghe Dương Sư nói xong, mới cất tiếng thâm trầm trả lời Dương Sư rằng: ta lẽ nào không biết phụ vương đối với ta ân tình thâm sâu, song vì ta sợ cái khổ sinh lão bệnh tử nên mới tìm đến đây, cũng là để đoạn trừ cái khổ ấy. Nếu làm sao mà ân ái được suốt ngày hợp hội và không có cái khổ sinh lão bệnh tử, thì ta cứ gì phải đến đây làm chi? Ta nay sở dĩ buộc phải xa lìa phụ vương là muốn để tương lai hòa hợp vậy. Khối lửa u sầu của phụ vương nay tuy bốc hừng, song ta cùng phụ vương chỉ có đời nay chịu một cái khổ ấy thôi, tương lai thời sẽ vĩnh viễn dứt hết tai họa ấy. Còn như ông nói bảo ta ở cung mà tu đạo nghiệp, thì cũng như nhà thất bảo mà lửa giữ đầy trong, thì có ai ở được trong nhà ấy không? Như đồ ăn pha độc thì dù là kẻ đói quyết cũng chẳng ăn. Ta đã bỏ nước xuất gia tu đạo, tại sao lại bảo ta trở về cung thành mà tu học đạo? Người ở thế gian ở trong cái khổ lớn, vì chút cái vui nhỏ mà còn say đắm không dứt ra được, thì huống gì ta đã ở nơi chốn hết sức tịch tỉnh này. Không các hoạn khổ
mà lại đi buông bỏ để trở về với chỗ ác hay sao? Các vua chúa cổ xưa vào núi học đạo, không ai nửa đường mà quay về hưởng dục. Phụ vương nếu muốn bắt ta trở về thì chính là làm sái phép của chư tiên dương vậy. Bây giờ Dương Sư bạch Thái Tử rằng: đúng như những gì Thái Tử vừa nói, song chư tiên thánh có vị thì nói vị lai chắc chắn có quả báo, có vị thì nói chắc chắn không quả báo. Hai vị tiên thánh mà còn không thể biết trong đời vị lai chắc có quả báo hay không, thì Thái Tử vì sao lại muốn bỏ cái sung sướng hiện có mà đi cầu cái quả báo không chắc có trong tương lai? Quả báo sinh tử còn không thể biết quyết định là có hay không, thì vì sao lại muốn cầu quả giải thoát? Ngưỡng mong Thái Tử hãy hoàng cung vậy. Thái Tử đáp rằng: hai tiên nhân kia nói về quả vị lai, một người nói có, một người nói không, đều thuộc tâm nghi, không phải là lời phán quyết dứt khoát. Ta nay không hề chấp nhận theo giáo pháp của họ, thì ông không nên lấy họ ra mà bắt bẻ ta. Tại sao vậy? Nay ta không phải vì mong cầu quả báo mà tìm đến đây, do chính mắt ta thấy sinh lão bệnh tử là điều chắc chắn mình phải trải qua, nên cầu giải thoát miễn các khổ ấy, khiến các ông rồi đây sẽ thấy ta thành đạo. Chí nguyện này của ta quyết không thể hồi, hãy quay về tâu cùng phụ vương và nói rõ như thế. Dương Sư đại thần sai phái nhóm ngài Kiều Trần Như. Bấy giờ khi Thái Tử nói lời ấy xong, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng Dương Sư đại thần từ biệt rồi tiếp tục hướng về phía bắc, đến nơi A-la-la và Ca-lan tiên nhân. Khi ấy Dương Sư và đại thần thấy Thái Tử bỏ đi buồn rầu rơi lệ, một là nhớ đến thâm tình cùng Thái Tử, hai là phụng làm sứ của vua đến gặp Thái Tử mà không lay chuyển nổi ý người. Bồi hồi bên đường, chẳng lẽ quay về mới bàn với nhau rằng: đã được vua sai sứ đi mà chẳng được việc gì, nay quay về không thì trình bày với vua làm sao đây? Hay chúng ta hãy lưu lại trong số tùy tùng 5 người thông minh trí huệ, tâm ý nhu nhuyễn, tính tình trung thực, chủng tộc dũng mãnh, ban lệnh cho họ ngầm theo dõi mọi sự đến đi của Thái Tử. Bàn như thế xong, nhìn sang bên mình, thấy nhóm 5 ngài Kiều Trần Như bèn bảo rằng: các ngươi có thể ở lại nơi đây được không? 5 người đồng đáp: lành thay, xin vâng lệnh. Thái Tử đến đi tới lui ra sao sẽ ngầm theo dõi. Sau đó từ biệt hướng đi về phía Thái Tử, Dương Sư và đại thần thì quay trở về cung thành. Thái Tử gặp vua Tần Tỳ Sa La tại Dương Xá Thành. Bấy giờ trên đường Thái Tử đến nơi ở của tiên nhân A La La và Ca Lan, vượt qua sông Hằng, theo đường đi qua thành Dương Xá. Khi vào thành rồi, dân chúng ở đây thấy Thái Tử dung mạo tướng tốt đặc biệt, đều phát sinh hoan hỷ ái kính, cả nước trọn đều đổ đến chiêm ngưỡng, biến thành ồn náo thấu đến cung vua Tần Tỳ Sa La. Vua kinh ngạc hỏi: tiếng ồn gì vậy? Các thần đáp rằng: Thái Tử con vua Bạch Tịnh tên Tát Bà Tất Đạt, xưa các tướng sư đoán là sẽ đắc ngôi vị chuyển Luân Dương làm vua 4 thiên hạ, lại đoán thêm rằng nếu người ấy xuất gia thời sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Người ấy hôm nay vào đến thành này, dân chúng bên ngoài đổ xô lại xem, do vì lẽ ấy nên mới ồn náo lên như vậy. Khi vua Tần Tỳ Sa La nghe nói thế xong, tâm rất hoan hỷ, toàn thân bồn chồn, liền sai một người đi dò xem Thái Tử ở đâu. Sứ giả theo lệnh tìm kiếm Thái Tử, thấy Thái Tử ngồi yên ngay ngắn tư duy trên một phiến đá ở núi Bát Trà Bà. Sứ bèn quay về bạch cho vua hay. Vua liền nghiêm giá xe ngựa cùng với thần dân đến nơi Thái Tử. Khi đến núi Bát Trà Bà, xa trông thấy Thái Tử tướng đẹp sáng chói hơn cả mặt trăng mặt trời, mới bèn xuống ngựa, bỏ hết nghi sức cùng các thị vệ bước đến ngồi xuống hỏi thăm Thái Tử: bốn đại có điều hòa hay không? Tôi thấy Thái Tử tâm rất hoan hỷ, song có một nỗi buồn. Thái Tử vốn thuộc chủng tính mặt trời,
bao đời tiếp nối làm Chuyển Luân Dương. Thái tử giờ đây, các tướng của Chuyển Luân Dương trọn đều có đủ, thì tại sao lại bỏ hết mà vào trong non sâu, dẫm đạp đất cát xa, tìm đến đây? Tôi thấy việc ấy nên mới thấy buồn. Thái tử nếu vì hiện còn phụ vương nên không muốn nhận lấy vương vị, thì tôi sẽ đem nước này ra phân hai cho ngài trị vì. Nếu cho đó là ít, thì tôi sẽ xả hết đất nước dâng cho và chịu làm thần phụng sự thái tử. Nếu lại không nhận đất nước của tôi, thì xin cấp 4 binh cho ngài công phạt mà chiếm lấy nước khác. Thái tử muốn gì tôi đều không dám làm ngược lại. Bây giờ khi thái tử nghe vua Tần Tỳ Sa La nói như thế rồi, rất cảm thông với tâm ý của nhà vua, nên trả lời vua rằng: chủng tộc của vua vốn là Minh Nguyệt, họ là Cao Lương, không làm chuyện bỉ lậu, mọi hành vi mọi việc làm không gì không trong sạch hơn người. Nay nói ra các lời lẽ ấy thì đâu có gì là lạ. Song tôi xét thấy vua chân tình khẩn thiết, trước sau không có được. Vua nay hãy đối với thân, mệnh, tài mà tu ba pháp kiên cố, và cũng đừng đem các pháp không kiên cố ra mà khuyến khích tưởng lệ người khác. Tôi nay đã xả vương vị Chuyển Lưng, thì còn cớ gì mà nhận lấy đất nước của vua? Vua bằng tâm thiện mà xả nước cho tôi còn không lấy, thì cớ gì lại hưng binh phạt lấy nước khác? Tôi nay sở dĩ từ biệt cha mẹ, trừ bỏ râu tóc, xả bỏ đất nước là để đoạn cái khổ sinh lão bệnh tử, chứ không phải để cầu cái vui ngũ dục. Ngũ dục của thế gian như khói lửa lớn thiêu đốt chúng sinh mà không tự ra khỏi, thì sao lại khuyên tôi tham đắm vào đó? Tôi nay sở dĩ đến nơi đây là do có hai vị tiên nhân Alala và Kalan, là các đạo sư tối thượng, để cầu giải thoát. Tôi muốn đến hai vị đó để cầu đạo giải thoát, nên không thể ở lại đây lâu vậy. Tôi đã từ chối lời ban sơ của vua với tâm hoan hỷ ban tặng cho tôi. Xin đừng vì thế mà buồn lòng. Vua nay hãy đem chính pháp mà trị quốc, đừng đối xử oan uổng với người dân. Nói lời ấy xong, thái tử đứng dậy cùng vua từ biệt. Thời vua Tần Tỳ Sa La thấy thái tử bước đi, vô cùng buồn bã, chắp tay tuôn lệ mà nói lời rằng: lúc đầu vừa thấy thái tử thì tâm nôn nao không cùng, nay thái tử bước đi thì càng thêm sầu khổ. Nay người vì lẽ đại giải thoát mà bước ra đi thì tôi không dám giữ lại, chỉ nguyện thái tử tâm nguyện mau thành quả. Nếu khi đạo thành rồi thì xin trước hãy độ tôi cùng. Thái tử sau đó từ biệt ra đi. Vua đưa tiễn đứng bên lề đường, ngó theo cho đến khi mất hút, không thấy nữa mới trở về. Thái tử luận đạo với tiên nhân Alala và tiên nhân Kalan. Bây giờ thái tử tiến bước đến chỗ của Alala tiên nhân. Khi ấy chư thiên nói với tiên nhân rằng: tắc bà tất đạt, xả bỏ đất nước, từ biệt mẹ cha để cầu con đường chính nhân vô thượng, muốn cứu bạc tất cả khổ đau cho chúng sinh vậy. Nay người đã đến, hạ cố đến đây. Tiên nhân ấy nghe chư thiên nói rồi rất là hoan hỷ. Thoáng chốc đã thấy thái tử từ xa, ông vội bước ra nghênh đón tán thán, mừng ngài đến, rồi cùng đón vào trong mời thái tử ngồi. Khi ấy tiên nhân trông thấy thái tử dung mạo đẹp đẽ, tướng tốt trọn đủ, các căn điềm tĩnh thì hết lòng ái kính, liền hỏi thái tử rằng: ngài đi đường như thế có mệt hay không? Từ khi thái tử sơ sinh cho đến xuất gia, rồi đến tận đây tôi đều biết hết. Ngài có thể từ trong khối lửa tự giác mà thoát ra, lại như voi lớn dây dợ trói triền mà bước thoát khỏi. Các vua cổ xưa đến tuổi trưởng thành hưởng thụ ngũ dục, đến khi chín chắn thì mới xả bỏ quốc ấp, mọi thứ thụ hưởng để xuất gia học đạo, như thế chưa có gì là lạ. Thái tử giờ đây đang tuổi tráng niên mà đã bỏ ngũ dục tìm đến tận đây thì mới đúng là hết sức đặc biệt. Xin hãy chuyên cần tinh tiến để mau qua bờ kia. Thái tử nghe xong đáp lời rằng: tôi nghe lời ngài nói rất lấy làm vui mừng. Ngài có thể nói cho tôi nghe về pháp đoạn trừ sinh lão bệnh tử,
tôi nay mong được nghe. Tiên nhân trả lời: thiện tai, thiện tai. Rồi liền thuyết rằng: nguồn gốc đầu tiên hết của chúng sinh là bắt đầu từ minh sơ. Từ minh sơ ấy khởi lên ngã mạn, từ nơi ngã mạn sinh ra si tâm, từ nơi si tâm mà sinh ái nhiễm, từ nơi ái nhiễm sinh ngũ vi trần khí, từ ngũ vi trần khí mà sinh ra ngũ đại, từ nơi ngũ đại sinh các phiền não như tham dục, sân khuể, vân vân. Do đó mà lưu chuyển sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Nay vì Thái tử mà nói lược mà thôi. Bây giờ Thái tử mới hỏi thêm rằng: tôi nay đã biết qua những gì Ngài vừa nói, nhưng căn bổn của sinh tử thì có phương tiện nào để mà đoạn đây? Tiên nhân trả lời: nếu muốn đoạn được gốc gác của sinh tử này thì: một, trước hết phải xuất gia tu trì giới hành, khiêm nhường nhẫn nhục. Hai, ở nơi không nhàn tu tập thiền định, lìa các pháp dục ác bất thiện, rồi có giác có quán đắc sơ thiền. Ba, trừ giác quán định sinh nhập hỷ tâm, đắc đệ nhị thiền. Bốn, xả hỷ tâm đắc chính niệm, đầy đủ lạc căn, đắc đệ tam thiền. Năm, trừ khổ lạc đắc tịnh niệm, nhập xả căn, đắc đệ tứ thiền, đạt được vô tưởng báo. Có một số thầy nói cái chỗ ấy gọi là giải thoát. Đến khi từ định ra khỏi mới hay đó không phải là chỗ giải thoát. Nên 6. Lìa sắc tưởng nhập không xứ. 7. Rồi diệt hữu đối tưởng nhập thức xứ. 8. Lại diệt vô lượng thức tưởng, chỉ quán một thức nhập vô sở hữu xứ. 9. Lìa hết mọi loại tưởng nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chỗ ấy gọi là cứu cánh giải thoát. Đó chính là bờ bên kia của các người học vậy. Thái tử, nếu muốn đoạn trừ khổ hoạn sinh lão bệnh tử thì phải tu học các hành như thế. Bây giờ Thái tử nghe tiên nhân trình bày xong, tâm không hề vui, tự nghĩ thầm rằng: tri kiến của ông ta không phải là chỗ cứu cánh, không phải là chỗ vĩnh viễn đoạn trừ chư kết phiền não. Mới bèn nói rằng: tôi nay đối với các pháp mà Ngài nói có chỗ chưa được hiểu lắm, nay muốn thưa hỏi cùng được chăng? Tiên nhân trả lời: kính nghe theo tôn ý. Thái tử liền hỏi: phi tưởng phi phi tưởng xứ là có ngã hay là không có ngã? Nếu bảo là không có ngã thì không nên nói là phi tưởng phi phi tưởng. Nếu bảo là có ngã thì ngã là hữu tri hay là vô tri? Nếu ngã là vô tri, ắt giống như gỗ đá. Nếu ngã là hữu tri, ắt có phan duyên. Đã có phan duyên, ắt có nhiễm trước. Do vì nhiễm trước, ắt không phải là giải thoát. Ngài đã tận hết các thô kết mà không tự biết rằng tế kết vẫn còn. Do vì lã ấy nên gọi là cứu cánh. Tế kết thấm nhuần tăng trưởng lại phải chịu sinh xuống. Do đó mới rõ không phải là độ đến bờ kia. Nếu trừ được ngã cùng với ngã tưởng, tất cả xả bỏ hết, như thế mới gọi là chân giải thoát vậy. Tiên nhân im lặng, tâm thầm tư duy các điều Thái tử nói, thật là hết sức di diệu. Bây giờ Thái tử lại hỏi tiên nhân: Ngài đến năm bao nhiêu tuổi mới xuất gia tu phạm hành, đến nay đã được bao năm? Tiên nhân đáp rằng: tôi năm 16 là đã xuất gia, tu phạm hành đến nay đã 104 tuổi. Thái tử nghe xong tâm nghĩ rằng: xuất gia đến nay đã quá lâu rồi mà pháp sở đắc chỉ như vậy thôi sao? Khi ấy Thái tử vì cầu thắng pháp nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi từ biệt tiên nhân. Khi ấy tiên nhân nói với Thái tử rằng: tôi bao lâu nay tập khổ hành này mà quả đắc được chính chỉ là thế. Ngài là dòng vua, làm sao có thể tu khổ hành được? Thái tử trả lời: như ngài tu đó chưa phải là khổ đâu, còn có con đường tối khổ nan hành khác nữa. Tiên nhân xét thấy Thái tử trí huệ, lại thấy ý chí kiên cố không chuyển, thì biết là chắc chắn Thái tử sẽ thành nhất thiết chủng trí, mới bạch Thái tử rằng: ngài nếu thành đạo thì nhớ độ tôi trước. Theo đó Thái tử đáp rằng:
thiện tai. Tiếp theo, Thái tử đi đến chỗ ở của ngài Ca Lang, luận nghị đối đáp cũng giống như vậy. Thái tử bèn tiếp tục lên đường. Thời hai tiên nhân thấy Thái tử bỏ đi, mỗi vị đều nghĩ: Thái tử trí huệ thâm diệu lạ thường, thật đúng là khó mà lường nổi. Rồi chắp tay phụng tiễn, nhìn theo hút bóng mới quay trở về.